Kính chào quý vị đến với Bản tin Thế giới cập nhật lúc 10 giờ của đài phát thanh vài chôn hình đồng này. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia hôm qua ra thông cáo báo chí cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan. Hội nghị sẽ diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia từ ngày 4 đến 7 tháng 9 thông cáo báo chí nêu rõ, tháp tùng thủ tướng Hun Manet có các phó thủ tướng, bộ trưởng, các quan chức chính phủ chủ chốt cùng với doanh nghiệp hàng đầu của Campuchia. Qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện khu vực. Hội nghị cấp cao với chủ đề các vấn đề ASEAN tâm điểm tăng trưởng sẽ tập trung thúc đẩy tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. Trong chuyến thăm Indonesia, ông Hun Manet sẽ hội kiến tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo. Ông cũng dự kiến tham gia các cuộc đối thoại song phương với các nhà lãnh đạo ASEAN cũng như các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Hôm qua hàng nghìn người đã tuần hành tại thổ đô Niamey của Niger để yêu cầu Pháp rút quân theo yêu cầu của chính quyền quân sự ở quốc gia Tây Phi này. Những người biểu tình tập trung gần một căn cứ có binh lính Pháp theo lời kêu gọi của một số tổ chức dân sự phản đối sự hiện diện của quân đội Pháp ở Niger họ dương cao biểu ngữ quân Pháp rời khỏi nước ta. Trước đó một ngày, các nhà lãnh đạo quân sự mới của Niger đã cáo buộc Pháp can thiệp trắng trận sau khi Tổng thống Emmanuel Macron nhắc lại sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo bị rật đổ Mohamed Bazoum. Tổng thống Bazoum, một nhân vật thân cận của Pháp, bị các thành viên cận vệ của ông ta ép từ chức vào ngày 26 tháng 7. Hiện Pháp có khoảng 1.500 binh sĩ ở Niger. Chính quyền Iraq hôm qua đã ban bố lệnh giới nghiêm tại thành phố Kirkuk ở miền bắc nước này. Lệnh giới nghiêm được ban ra sau các cuộc đụng độ sắc tộc tại đây. Các vụ đụng độ sắc tộc tại Kirkuk diễn ra vào hôm qua đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Đụng độ nổ ra khi người Ả Rập và người Turkmen đụng độ với người Quốc ở gần trụ sở cũ của đảng Dân Chủ Người Quốc KDP. Trước đó, người Ả Rập và người Turkmen đã phản đối kế hoạch của KDP nhằm tái sử dụng trụ sở cũ. Do lo ngại đụng độ gia tăng, thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã ra lệnh giới nghiêm ở tỉnh Kirkuk và bắt đầu các hoạt động truy quét các phần tử gây ra bạo loạn. Ông al-Sudani nói rằng lực lượng an ninh phải kiên quyết bắt giữ bất cứ ai từ bất kỳ bên nào dám phá rối an ninh của Kirkuk. Hôm qua, hàng chục nghìn người Israel tiếp tục xuống đường biểu tình trên toàn quốc để phản đối kế hoạch cải tổ hệ thống tư pháp của chính phủ. Biểu tình diễn ra trên khắp Israel trong 9 tháng qua nhằm phản đối kế hoạch đại tu tư pháp do chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu khởi xướng. Những người tổ chức biểu tình cho biết họ sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình tiếp diễn khi tòa án tối cao Israel đang chuẩn bị xem xét các kiến nghị liên quan đến một số khía cạnh quan trọng của cuộc cải tổ tư pháp và sự cân bằng quyền lực giữa các phe của chính phủ. Các quyết định của tòa có thể dẫn đến sự đối đầu trực tiếp giữa các nhánh hành pháp và tư pháp, thậm chí có thể gây ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua tới Florida để khảo sát mức độ tàn phá của bão Idalia và gặp gỡ các nạn nhân. Ông Biden đã bay một vòng quanh Florida, nhận được báo cáo tóm tắt từ các quan chức địa phương. Phát biểu tại Life Watch, một thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề, ông Biden nói rằng ông không thể không nhận ra rằng biến đổi khí hậu đang diễn ra. Trong chuyến thăm, ông Biden cũng dành lời khen ngợi cho thống đốc Florida Ron DeSantis và không tỏ ra thất vọng vì sự vắng mặt của thống đốc khi ông tới thăm Florida, ông nói. Ông ấy có thể có những lý do khác nhưng ông ấy đã giúp chúng tôi lên kế hoạch cho việc này. Ông DeSantis hiện đang chạy đua để giành vị trí đại diện cho đảng Cộng Hòa, người sẽ trở thành đối thủ của ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm sau. Chính phủ Anh hôm qua thành lập Ủy ban tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Ủy ban này sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chương trình tưởng niệm Cố Nữ hoàng. Văn phòng nội các Anh cho biết, Ủy ban tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth, một tổ chức mới thành lập, sẽ xem xét và đề xuất chương trình tưởng niệm về di sản. Ủy ban do ông Robin Jaffrin, cựu thư ký riêng của cựu Nữ hoàng, đứng đầu. Phó thủ tướng Oliver Dowden nói: "Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là Nữ hoàng trị vì lâu nhất và là công chức vĩ đại nhất của chúng ta. Ông Jaffrin từ nay sẽ bắt đầu công việc quan trọng là thiết kế một công trình tưởng nhớ di sản của bà đối với đất nước chúng ta và khối thịnh vượng chung." Bản tin thế giới cập nhật lúc 10 giờ xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.